Em bé uống sữa hả luôn? Là uống sữa không ăn được. Không ăn được à? Là ăn là ốm nè. Lúc con bé không uống đâu. À, lúc con bé không có mà uống à? Là mẹ con cho lôi uống. Mẹ con co ôm nhau một cái coi. Lâu không gặp. Rồi, bây giờ. Ơi trời ơi, bạn thân. Hay. Tóc nhiều rồi, mui tù cabelo rồi. Mới đẻ mà nhiều tóc thế. Wow, này mới đẻ mà nhiều tóc lắm này mọi người. Này, tóc dài. Ok, hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Banana Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Hôm nay là mình nghe tin là vợ Victory đẻ. Nhưng mà mấy hôm là ở trong bạn Rafael ấy, hôm nay mới ra ngoài nhà ngoài này. Cho nên là hôm nay mình sẽ đi thăm đi mua sữa. Đi mua sữa cho em bé. Em bé uống sữa hả luôn? Là uống sữa không ăn được. Không ăn được à? Là ăn là ốm nè. Ăn là ốm, chưa có răng mà. Wow. Chưa có răng này, không có răng là không ăn được này. Đúng không? Dạ là ăn là con bé là ôm mẹ. Em bé á? Em bé ôm mẹ. Em bé chứ không phải là con bé. Lỗi gọi con bé. Con bé là gì? Con bé là không được gọi như vậy. Gọi vậy là hư, hiểu không? Dạ. Gọi là em bé. Em nhá. Bé. Ừ. Đấy, đưa Lôi đi mua một quà cho em nhá. Dạ. Một quà cho em bé của Victory nhá. Dạ. Bé mới đẻ chắc được quan tù đi rồi. Không biết. Không biết à? Chắc cũng gần hơn tuần rồi. Năm ơi. Hả? Siku con đi à với à? Siku ở nhà đấy. Siku chắc ở dưới nhà đấy. Đi nữa xuống chơi với Siku nhá. Dạ. Giờ đi mua sữa, mua quà gì đấy. Mua sữa xuống có quà con bé. Như bên Việt Nam mình thì cũng mua sữa, mua đường vậy thôi. Đi thăm bà đẻ. Dạ. Mình cũng chưa đi thăm bao giờ mà không biết đấy. Nên hỏi thì đi. Có sữa ấy. À, mua sữa là được. Một sữa. Sữa. Là một đường đấy. Vậy là cho ít tiền đấy. Thì coi Victory mua gì thì mua. Bữa mình có trả lương rồi. Hôm nay chắc là tặng cho Freddy tầm một tháng lương. Đấy. Để Freddy Victory tặng Victory để Victory chăm vợ. Đây nha mọi người. Đấy, mình đến nữa. Tiệm tạp hóa này. Cái này cũng như cái siêu thị mini ấy. Mình cũng hay mua đồ ở đây đó. Đi lại sữa. Đi coi mua cái gì nhỉ? Mua sữa hả Lôi? Mua sữa. Sữa đâu? Bánh không ăn được. Bánh không ăn được à? Dạ. Đâu rồi? Sữa. Sữa đâu? Quán này có bán sữa không? Không có sữa à? Amiga, lấy tì tan đi. Lấy tì. Không có sữa hộp à? À, nó tươi à? Mua sữa đặc này mình mua làm gì? Mình mua cái lọ sữa mà lọ sữa to ấy mọi người. Chứ sữa này không mua. Mà vậy thì đi tiệm khác. Đi được quá. Dạ, đi ra đùi á. Đây mọi người. Nhâm mình mà tiệm kia có sữa. Giờ mình qua đây mình mua. Sữa này có nít đúng không? Đây à? Đúng không? Đây này, có cái sữa này nè mọi người. Cái này tôi nhảy ra là cầm nào? Bao nhiêu lần nào? Bao nhiêu lần nào? Lôi uống cái này bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Lôi con bé không uống đâu. À, Lôi con bé không có mà uống à? Dạ. Mẹ con cho Lôi uống. Mẹ con co. Thôi, để chú Nam mua cho con của Victory uống nhá. Dạ. Mua cái này là được. Hộp này là ok. Hộp là cái này được rồi. Có Siku nữa. Siku thì mua bánh thôi. Mua bánh cho Siku thôi. Mua bánh cho Siku thôi. À, Siku muốn ăn bánh. Để coi muốn ăn bánh nào. Mua bánh nào được thôi. Siku à? Ở thằng kia ấy. Hả? Ở thằng kia. Mua hộp bánh gì? Sô-cô-la à? Cái này. Hả? Cái này đi. À, một hộp này nhá. Dạ. Hộp này. Cũng là bịch kẹo nhá. Dạ. Đây nhá. Dạ. Đây, lấy chậm mút đi nhá. Đây, lấy chậm mút nhá. Cái này là được. Cái này à? Là được. Ồ, ok. Đấy, giờ nghe ra Lôi. Cái này xuống chia cho mấy em nhỏ canh. Mấy quanh ai? Nó mua cho lại cái này. Lôi gì? Táo hả? Dạ. Ít được chứ.
ta. Gọi là tính tiền. Đấy. Mua sữa, mua kẹo rồi, mình cũng chả biết mua cái gì. Mua mấy cái này chắc là được rồi. Ok nha mọi người. Anh mình với Lôi là đi mua mua quà về rồi. Sữa rồi. Giờ đi vô coi gia đình phải đi vào trong nhà. Ui giời. Lôi sữa ấy nữa đưa cho em bé nhá. Dạ. Đây rồi. Wow. Bữa nay đây cũng chồng cái này con chó cả Lôi này. Hả? Con chó cả Lôi này. Chó Lôi à? Là. Lâu rồi Lôi không về nhà, Lôi có nhớ nhà không? Ừ. Ta đi. Chà. Rồi, bên đây. Nát đi. Mấy em đi đâu hết rồi Lôi? Là. Các em đi đâu hết rồi? Lôi đi thấy nha. Đây đây, đây thấy rồi. Đây. Chà. Vợ mới để à, vợ Victory mới để em bé này. Amigo à? Amigo. Chà. Đôi amigo ông amiga. À. Ê. Nè, em bé này. Em bé con của Victory. Đây Siku ơi. Đây. Lali. 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 Chào, ý chứ không biết chào các bạn à. Chào các bạn ơi. Chào các bạn. Chưa. Không biết chào các bạn à. Wow, chào vô rồi. Đẹp gì. Bê bê. Chào chú chưa? Chào chú chưa? Chào chú Nam chứ. Ừ. Chào chú Nam. Chào chú Nam. Ừ. Chào các cô các chú ơi. Ôi ra camera chào các cô các chú ơi. Chào các cô chú ơi. Phải là ôi ra camera. Chào các bạn. Thôi được rồi. Chà, bái không? Chào các bạn. Ai đây? Chào chú Nam. Chào chú Nam. Ê, chén thật đấy. Ông đã quên nhau rồi ông ơi. Này, mua bánh không cho ăn này. Họ vừa ở bên kia. Ở PRC Lady. Hả? Lady Nene BB đó. Cảm ơn. Đấy, này, cái này mua cả cái bú này. Cái này là bình bú này. Ok. Đấy. The boy da ki. Nene BB. Bula xà tu bù cái số comment này. Này, tháo ra cho các em ăn đi. Chưa. Mở ra cho các em ăn đi. Đấy. Đi cái nào. Với một cái thời gian đến thăm Victory. Mọi hôm là ở trong bạn kia có bà. Đây là mẹ Victory à? À, mama. Mama. Đây, mama. Yeah. Xin lỗi. Yeah. Đây, có mẹ của Victory ở trong bạn ra nữa, ra để chăm em bé. Này, cái này pha ở trong này là có hướng dẫn đây này. Pha sữa này. À, này, Tret này. Tret Kulie. À, Mate Aki. Da Wa. Bebe. Mua chụp bò nhé. Cảm ơn. Sữa ấy. Ở bên này làm gì mọi người có được uống sữa này đâu. Mấy nếu mà người dân trong bản mọi người trẻ con như Lôi ngày xưa ấy, bảo làm gì có mà uống, không bao giờ có uống đâu. Chỉ có mình mua cho thì có được cái này, tại vì cái này cũng tốn tiền đấy. Mình cái hộp sữa này thôi bằng nửa tháng lương của Freddy với Victory. Biết bao không? Wow. Chà, nhiều rồi. Để chia cho các em ăn đi. Hai cái à? Ờ. Mỗi em hai cái. Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh Lôi. Cảm ơn nha. Cảm ơn Martin Đu. Chào. Chào. Pa pa pa. Là cảm ơn chị củ chén này, lâu mới được, lâu mới gặp nhau hay sao không nhớ. Cảm ơn. Nè, kẹo này cho kẹo vô với là ấy. Đấy, sô cô la đấy, chia hết đấy, chia nhau ra một ăn đấy chị củ. Bạn này không ôm nhau cái, lâu không gặp lại ôm nhau cái. Lại ôm nhau cái được rồi. Ôm. Lại ôm.
ôm nhau này, ôm nhau bê dù này, bê bên. Ôm nhau một cái coi, lâu không gặp. Rồi bê dù, bê dù. Ơi trời ơi, bạn thân. Còn bé. Vô, vô nó cười. Chà, nó ăn là cười. Con bé còn đây này. Đâu? Em còn đây ở tân kia. Em bé á. Em bé. Con bé cái gì? Em vô chợ em vậy. Cái này. À. Cho em với nhá. Vâng. Cho em với. Đấy, lồi. Lồi là bữa nay là đi cho em. Bây giờ trong này đang xem phim. Ông ăn gì? Đấy, cho em ơi. Công. Em làm rồi. Em bé quen từ đi rồi. Quen cho rồi. Xết đi. Xết à? Ừ. Đẻ được 7 ngày rồi mọi người. 7 ngày rồi. Hả? Đây này. Đây cho em bé của Domingo ấy. À phải đi à? À nhờ. Em bé của phải đi à? Chà, em bé của phải đi. Em bé phải đi quan tu đi à? Anu, anu, quan tu. Mết. Quan tu mết. 6 tháng à? Để được 6 tháng vậy mà hôm bữa mình không biết này. Biết không thăm. Không nghe phải đi nói gì. Để bọn nào mua cho hộp sữa. Mua cho hộp sữa uống. Hôm nay là mua cho Fady. À Victory, hôm sau mua cho Fady nhá. Để hôm sau mua sữa này là cho con uống nhá. Sữa này lấy tì này mua cho con nhỏ ấy. Ừ, uống cho béo. Do nhiều sức khỏe. Bê lấy tì này mút bò khỏe. Ừ, béo. Chị nữa to. Tốn rơi chú năm. Đâu thử mở ra coi, mở trong này coi có thìa ấy. Lôi chưa uống cái này bao giờ à? Chưa. À. Qua bác gì? Bác người này. Đấy, sữa bột. Thơm lắm. Ngày xưa thơm là à? Ngày xưa là lúc mình còn nhỏ ấy là chuyên lấy trộm cái này của em để ăn luôn này, ăn sống. Cái này ngon nhỉ? Ừ, cái này ngon lắm. Để hôm sau chú Nam mua cho Lôi uống nha. Mà Lôi to rồi mà Lôi uống cái này có được đâu. Nhưng mà uống cái này vẫn được ấy. Để hôm sau chú mua chứ để ở nhà nha. À. Lên nhà uống. Uống cho nó béo. Uống tốn tiền đấy. Chăm cho béo tốt luôn nè. Lôi hồi nhỏ không được uống tội ấy. À. Hồi nhỏ Lôi không có uống à? Hồi nhỏ Lôi bé bé này. Mới đẻ Lôi không có cái nào được uống à? Dạ. Mẹ có mua đâu. Mẹ không mua à? Dạ. Mẹ làm gì có tiền mà mua. Ba không mua. Cái này không có tiền đâu, cái này nhiều tiền lắm. Dạ. Cái sữa này là nhiều tiền lắm đấy. Dạ. Ừ, mẹ không có tiền, không mua được. Cái sữa này sữa nhiều này. Tiền này. Ừ. Mua rồi phao này, cho em bé bú rồi này. Dạ. Ừ. Tên gì? Nomi. Nomi nên nè. Nên John. John à? Ừ. À. John à? John Cena. Chà. Hay. Tóc nhiều rồi, mui tù cabelo rồi. Mới đẻ mà nhiều tóc thế. Wow, này mới đẻ mà nhiều tóc lắm này mọi người. Này, tóc dài. Con bé đang ngủ. Em bé đang ngủ ấy. ăn kẹo đi nhá. Ngon không? Quy à? Hả? Quy à? Quy à? Cui à? Ê. Nè đi. Cui à? Hả? Cui à? Ý xỉ ngại. Giáp đâu? Xin đây là tao này. Ê trời. Đi giáp vô này. Đi chân không là bận cái chân đây này. Này. Đi chân không là bận này. Thấy không? Đi giáp giống si cù này này. Đeo giáp vô cho sạch sẽ chứ. Đi chân không vừa may dặm vô mạnh sành hay là cái đinh đấy. Đứt chân đấy. Đúng không? Mặc quần này. Lôi mặc quần chán này. Ai cho ấy? Quần nhìn hay ấy. Quần như kiểu mấy nông dân ở Việt Nam ấy. Đấy, đi lấy. Chà. Đi lấy quần ca kiểu này này. Tí nữa lấy quần rồi lên đấy mà mặc nha. Ở dưới nhà hết quần áo rồi đấy. Vô, giáp đâu? Giáp bán ở thằng kia. Chán.
suốt ngày xem TV. May ở đây là ở bốn nhà này chỉ có một nhà thôi có TV thôi, cứ tập trung lên đấy xem phim cả ngày, chứ không cũng đi ra ngoài đất rồi. À, chắc hôm nay đến thăm vậy thôi. À quên, còn tiền nữa. Đây, tiền Fair Victory. Đấy, để mua đồ ăn này. Đây. Mua đồ ăn cho vợ ăn nhá. Familia comme, familia comme. Đấy, tặng nhau phải đi Victory thêm. Để mua đồ ăn, mua gạo, mua cá gì đấy cho vợ ăn, cho vợ nó khỏe á. Thật ra là vợ mua lê, mua tù bò, mới đẻ là yếu ấy. Trời ơi. Phải giặt đồ nghe chứ. Lava rốt bà này. Cho mua lê nghe chứ. Mua lê, nào tù bò nào. Vô xe lava. Nào, vô xe lava. Đôi mét, rồi mua lê lava. Devo da meu cozinha fui. Ah, você cozinha, você trabalha tudo. Mulher do meio. Ah, eu corto água, cozinha. Ah, tá bom. Não, mulher fica muito. Ah, đúng không, Lôi? Đúng không? Vợ mới đẻ mà đúng không? Vợ mới đẻ là chồng phải làm hết. Như ở Việt Nam ấy, vợ mới đẻ là chồng làm hết. Ê, cầm bánh cho bà ăn thôi. Không lại để vợ mới đẻ. Nè. Ờ, cho bà đi. Cho à vô đi. Đấy, đa vô. Đấy, Abo comme nhá. Đây, ít nữa chia cho Fix lên cho mọi người, cho mấy đứa nhỏ. Đấy, cho mua lê comme. Đấy, the boy da. Kinh nhà xà comme. Nó mới cho Lôi một cái nào. Ờ, Lôi, cho Lôi cái. Cho Lôi một cái nào. Như ở Việt Nam ấy, và vợ mà mới đẻ là sẽ mẹ vợ hoặc là mẹ chồng chăm vợ thay chồng. Đấy, còn với lại chồng cũng phải chăm nữa, chồng phải giặt đồ ở Việt Nam ta là mua lễ này, tên nè này, amigo này, trabalho tudo, lava roupa, lava casa, cozinha, trabalho tudo, Việt Nam ta. Đi lấy quần cọc đi. Đấy, lấy quần cọc hả? Dạ. Ít nữa đi về đây. Chứ bên này là không biết sao, chứ ở Việt Nam là như vậy mọi người. Cho nên là mình phải kêu Victory phải chăm vợ. Vợ mình đẻ. Ờ, đúng rồi, phải lấy cu lệ đa của mình. Đấy, phải Victory kêu à. Đấy, khi nào nấu xong lấy vợ, lấy phui ấy, đút cho vợ ăn. Lấy bát. Ờ, lấy phui ấy, lấy phui, lấy thìa xúc cho vợ ăn đúng không? Dạ. Thôi hôm nay đến đây rồi nhá. Tôi đi về nhá. Tạm biệt. Bye, cả nhà tôi ra vào liều. Mình về nhà, mình live stream với anh Linh nữa. Đấy, nói chung phía bên hôm nay là cũng đến thăm vợ Victory mới đẻ đến thăm Nom rồi mua quà với lại tặng thêm một ít tiền cho Victory nữa để mua đồ ăn cho vợ, để mua sữa cho con. Đấy, mọi người thấy video này hay, ý nghĩa hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Ok, bye, chào các bạn. Chào các bạn. Xin các bạn nhá, yêu bài cả nhà đây. Lôi vô nhà lấy quần áo đi, ít nữa chiều mà tắm rửa mà thay đồ nhá. Dạ. Yeah.